Rồi. Chào em ha, chào cô bác mình đang xem kênh ha. Hôm nay có gì số mai vàng với một cây túi quý, một cây hoa giấy ha, muốn được giao lưu cùng cô chú và anh chị à. Rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị càng xa rất là nhiều ha. Và số điện thoại của em thì 0965 404 202, đó cũng là số Zalo của em ha. Địa chỉ của em thì ở Mỹ Tú, Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Rồi, xin giới thiệu với cô chú anh chị là một cây phôi mai túi quý ha. Cây trực cái ngọn nó lắc ha cô chú anh chị. Lắc cốt cành có sẵn ha. Cây này về cô chú bị lọt cái tàn là ok ha. Chú quý ha cô chú anh chị. Đế quả trời vậy đế. Cứng ngắt hết rồi. Để điều bốn mặt hết ha. Có trống bên nào. Có cọng rễ này nó bị lũa lũa nửa cọng ha cô chú anh chị. Kéo mép hết không sao ha. Không có mục ha cô chú anh chị. Cứng ngắt hết rồi. Này, cây này giống như mình kêu sông phụ huynh đệ gì sông phụ gì ha cô chú anh chị, mình kêu gì kêu ha. Rồi, hoành ngay eo nhỏ nhất là 47 ha, nó nở xuống đây 55, đo cái gì bự không ha, cúc bự này không là 34 ha, ở 33 ha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế là 1,5 m. Chiều cao là 1,15 m. Thôi số 1 thôi tí quý này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.200.000. Bao ship toàn quốc ha. Rồi em xin đổi cây ha. Và cây số 2 là mai vàng ha cô chú anh chị. Đây, cây này có bệ đế khá là nặng ha. Khá là đỡ bự ha cô chú anh chị. Đây cốt cành. Thì cô chú anh chị mình lọc lại ha. Cái ngọn nó hay lắc ha cô chú anh chị, nó hay giống như hơi bay cái ngọn ha. Giờ mình thúc sát vô mình nuôi dựng cái ngọn lại ha cô chú anh chị. Đế là trải đều bốn mặt ha. Chìm. Cây này cũ khá nở ha cô chú anh chị. Nở cũ dữ lắm ha. Đế thì đều bốn mặt hết ha. Trống bên nào hết. Lùng lực ha. Có ngọn này hơi lắc hay gì nó hơi nghiêng quan bên ha. Về của chú anh chị là dẫn cái ngọn lại đây em đo hai thông số đi. Hoành eo nhỏ nhất là 44 ha của chú anh chị. Nó sát cái dây nở ha, nở là 61 ha của chú anh chị. Tổng nồi đế này tính 1,5 m chẳng này ha của chú anh chị. Chiều cao em đo tới đây đi 73 ha cô chú anh chị. Cốt cành rất lực ha. Cũ thì nở ha cô chú anh chị. Nở cũ ha. Rồi phôi mai vàng mã số 2 ha cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị là 5.800.000 ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình bài toàn quốc luôn đi. Rồi lùng mà. Rồi em xin đổi cây ha. Qua cây mã số 3 ha cô chú anh chị, cũng là phôi mai vàng ha. Cây trực ha, cốt cành thì có sẵn cô chú anh chị mình về ghép mau chơi ha. Cây này lên xù khá nhiều ha cô chú anh chị. Thứ ba này là xù ha. Đây. Xù nó chạy tới dưới này luôn ha cô chú anh chị. Nguyên cái mình. Cộm hơn ngón tay gái em ha. Này em chưa có thịt rửa ha cô chú anh chị. Có gì à? Thịt rửa nó ra vàng quét luôn. Trên này cũng xù hết ha cô chú anh chị. Tuồn lên tới trên này luôn. Cây này được cái củ nó hơi nở ha cô chú anh chị. Xù rồi đến ha. Hơi ít nhưng mà được cái cây này củ nở. Rồi cho cô chú anh chị chiều cao luôn ha. Chiều cao là 1,12 m ha cô chú anh chị. Hoành eo nhỏ nhất là 41 ha. Rồi xuống nở ha. Chạc nở xuống sát dây đế là 47 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu 45, xù quá trời cộm. Chỗ này xịt ra cái dàn cháy luôn, để mới về chưa vệ sinh kịp ha. Khúc này nó xù. Xù cỡ ngang tay. Từ chi cành này cái thoát thân này xuống đây là xù khá nhiều. Thoát thân là 56 ha. Lọt gió còn 15 ha cô chú anh chị.
số 7 thì số 3 ha. Cái mai phụ này em giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, em xin đổi cây. Tiếp theo là cây mã số 4 ha cô chú anh chị, đổi cây nè. Số 4 là cổng một hôi mai vàng mình ha, cây trực khúc cành cũng có ha. Thì cái bộ đế ha cô chú anh chị, nhỏ mà bộ đế đều bốn mặt hết, không có trống bên nào hết ha. Quá trời đế cái này nữa, già cây nó bung ra hết ha, giống như lên xù đế rồi thôi, không có trống bên nào hết. Cho cô chú anh chị cái hoành luôn ha, hoành eo nhỏ nhất là 34 ha cô chú anh chị, nở xuống sát dây đế là 42 ha, thoát thân là 15. Tổng cái nồi đế đi, cái này nó bộn nhiều đế nhiều, 1m3 ha cô chú anh chị tổng nồi đế ha. Chiều cao 90. Cây số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 5 ha, cây lùng lực càng đa ha cô chú anh chị, cây này già cây, cây này em rút chậu ha, cây nào em bứng em nói em bứng ha, cái này rút chậu, cao là 45. Cây này hoành eo nhỏ nhất là 52 ha cô chú anh chị, không có chỗ nào nhỏ hơn nữa ha. Mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu ha, bao ship cô chú anh chị luôn. Tiếp theo là cây mã số 6 à, cô cành có sẵn về cô chú anh chị lọc lại bớt ha, hình dài dài cái đuôi để có điều hết ha cô chú anh chị, không có trống bên nào ha. Cho cô chú chuyển về cái chiều cao luôn, từ mặt bầu tới đỉnh là 68 ha cô chú anh chị, hoành eo nhỏ nhất là 35, nở xuống đây là 40. Này có cọng rễ này nó bị chóc cái da chút ha cô chú anh chị, không sao ha. Cây số 6 em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 ha, miễn phí ship luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 7 ha cô chú anh chị, cây này em rút chậu ha, không vàng đây, có cái bộ đế cũng khá đẹp ha cô chú anh chị, chống ha, cứ ngắt hết trong này nè. Rồi xin đôi chiều cao luôn đi ha. Cây số 8 bên đây nè, chiều cao là 60, cây bầu lớn nè, hoành em đo tại vị trí này là 27 ha, sát dây đế này là 32 ha, tổng cái nồi đế này là 1m đi ha cô chú anh chị. Cây này già cây ha, lên xù xì hết rồi, hôm nay bán thu hồi vốn luôn, mua 1.700.000 em bán 1.700.000 cho cô chú anh chị mình luôn, lỗ tiền ship luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số 8 ha cô chú anh chị, quá trời cây củ đế ha, cây trực nó hơi lắc ha cô chú anh chị, không nổi đâu, nhiều phương 4-5 người vậy. Cô cành có sẵn ha, giờ cô chú anh chị mình ghép mau chơi ha, cây này nhỏ mà nhỏ bộ đế ha cô chú anh chị, quá trời cái bộ đế cứng nhắc hết, không có trống bên nào hết ha cô chú anh chị. Cây này là do chủ nhà người ta trồng trên cái mô đế, nó là thiên nhiên ha cô chú anh chị, chưa có chỉnh sửa gì hết ha, về cô chú anh chị mình cạo sửa nhẹ cho nó đồng dai lại với nhau là ok, đế thiên nhiên mà đế vậy nè, chủ nhà người ta trồng trên cái mô hai ba lớp đế luôn. Rồi cho cô chú anh chị cái quạnh luôn ha. Cây này hoành không lớn ha cô chú anh chị, hoành 28 mà ha,
chạc nở thì được 32-31 ha cô chú anh chị. Đế sổ này là 40 ha. Cây này thoát thân chỉ có 10 thôi. Từ mặt bầu lên đến đỉnh là 1m25 ha. Quá trời củ đế, để em đòi cái qua mình đế cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cái này là bầu nhiêu đế nhiêu ha cô chú anh chị. 2m5 ha cô chú anh chị. Tổng cái hoành đế ha. Rồi cái phô mai vàng mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 7.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Cây này khoảng 4 người ginh mới nổi ha cô chú anh chị. Đi xe tải với cây này em không gửi dịch vụ được ha. Nên em bao 300 km ha. Rồi em xin đổi cây. Bấm dừng. Tiếp theo là cây mã số 9 ha cô chú anh chị. Một cây chật cốc cành có sẵn ha. Cây này nhìn năng cây ha cô chú anh chị. Cái đọt thì giót ha. Đây này cũng đế nè, quá trời ha. Cộng gắt lực ha cô chú anh chị. Đây có cộng rễ treo rồi ha. Em cắt ha cô chú anh chị. Ở dưới này nó có rễ nên em cắt rễ treo quá ha. Cắt hai con rễ treo quá. Đây hai dưới này nó có hai cộng đế hết à. Rồi em cho cô chú anh chị cái hoành luôn ha. Rồi hoành tại vị trí này là 48 ha cô chú anh chị. Rồi xuống cái chỗ đặt chỗ này đi. Đặt luôn là 65. Đế sổ rồi. Đế sổ là 37 ha cô chú anh chị. Thoát thân là 22. Đường kính bầu là 68 ha. Tổng thể chiều cao 1m4 ha cô chú anh chị. Rồi với có cái nhánh này nó bị lỗi chỗ này ha, em báo trước cho cô chú anh chị mình ha. Rồi do lúc trước chủ nhà người ta làm tác ha cô chú anh chị. Em có đục tha keo rồi ha. Em bao cho cô chú anh chị là không hư ra da, còn xanh xanh bình thường ha. Cái chi này nhẵn còn khỏe bình thường ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 9 ha, em giao lưu với cô chú anh chị là 8.500.000. Bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Cây này khoảng 4 người ginh mới nổi ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn ha. Tiếp theo là cây mã số 10 ha cô chú anh chị. Một cốt chật phong cao ha. Cốt cành hay đóng điều chú diện ha cô chú anh chị. Đọt gió còn khoảng chừng 10. Cốt cành nè. Không chê ha. Điều chú diện hết. Cái cũ ha, cũ khá chọn ha cô chú anh chị. Khúc này là lên cỡ khoảng gang tay là nó xù nhiều lắm ha cô chú anh chị. Buông xù rất nhiều ha. Để cũng gắt lực ha cô chú anh chị. Rồi, cho cô chú anh chị cái hoành thăng ha. Hoành thăng trước đi. Rồi hoành tại vị trí này là 46 ha. Rồi giặt xuống đây chút ha cô chú anh chị. Đặt đây là 53 ha. Nguyên cái củ đặt ha. 1m15 ha cô chú anh chị. Thốc thân là 65. Tổng thể chiều cao là 1m8 đi ha cô chú anh chị. Cốt trực ha. Rồi cây mã số 10 ha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 8.700.000. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Cây này nếu mà cô chú anh chị ở vùng ngoài em nhận gửi được, nhưng mà cho em cắt xuống còn 1m5 ha. Cắt xuống ngang đây ha cô chú anh chị. Này đo xuống đây ha. Rồi còn 1m5 ha. Cắt ngang đây là em gửi đi vùng ngoài mới được ha cô chú anh chị. Đây dư cao quá, bưu điện không có nhận ha. Rồi em xin đổi cây qua cây mã số 11 ha cô chú anh chị. Đó. Cốt cành thì có sẵn. Cốt cành thì có sẵn ha cô chú anh chị. Thế nè, quá trời cái bao đế. Cứng ngắt hết ha cô chú anh chị, không có chống bên nào hết ha. Cộng quá trời lực.
nguyên cái bể nè, nguyên cái bể chà bá luôn. Cây này đế đều lắm ha, có chú anh chị. Không có trống bên nào hết ha. Rồi em xin cho cái hoành thăng luôn ha. Hoành tại vị trí này là 52 ha cô chú anh chị. Rồi em đôi xuống chạc xuống đây là 57 ha. Tổng hết cái nồi đế này là 1m8 ha cô chú anh chị. Cái thoát thăng là 13. Tổng thể chiều cao là 1m25 ha cô chú anh chị. Đợt giót này còn 13. Cây phôi mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 14 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km luôn ha. Dừng giùm anh ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 12 ha cô chú anh chị. Ủa? 12 ha. Một trực phong cao ha. Cây này cái xác lớn lắm ha cô chú anh chị. Cây rất năng cây ha. Khúc cành nó có sẵn nè. Giờ cô chú anh chị mình ghép nằm sau chơi là ok ha. Quá trời khúc cành. Lực. Đế nè. Quá trời lực ha. Cộng bự bự không ha cô chú anh chị. Đều hết ha. Không có trống bên nào ha cô chú anh chị, nhưng mà bên đây đế nó hơi nhỏ hơn chút ha. Bên đây thì quá lực. Đây. Cây này em đo 2 thước cho cô chú anh chị ha. Đây cái củ nó hơi chạc nở ha cô chú anh chị. Rồi 2-3 thước đi. Rồi hoành tại vị trí này là 55. Chịch nhẹ xuống chút là 63 ha cô chú anh chị. Đế sổ là 36 ha. Thoát thân này là 40 ha. Cốt cành này rất lực ha cô chú anh chị. Rồi cái cốt cô chú anh chị mình. Cốt là 25 ha. Chiều cao là 1m50 ha cô chú anh chị. Cây hoành 60 mà cái đọt còn 17 à. Rồi, cây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu. Em bao ship 300 km ha. Rồi em xin đổi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số 13 ha cô chú anh chị. Quá khủng cái cây à, không có 5 người ginh mới nổi ha cô chú anh chị. Xác lớn ha. Đế thì thôi rồi, không có trống bên nào hết mà cộng lực lực không à. Cây này đang lên xù khá nặng ha cô chú anh chị. Đang lên xù khá nhiều ha. Đây. Bệt nữa, xù khoảng cỡ 30-40 ha. Đây luôn ha cô chú anh chị. Bên đây vẫn có xù ha. Để. Quá trời để. Lực. Đều hết luôn. Con rễ treo em cắt thôi ha. Cây này không có một bọng lũa chỗ nào hết ha cô chú anh chị. Có hết. Rồi, em đo cái hoành thăng ha. Hoành tại vị trí này là 66 ha cô chú anh chị. Đo chạc xuống chút ha. Chạc xuống là 74 ha cô chú anh chị. Đế sổ là 30. Tổng thể chiều cao là 1m35 ha cô chú anh chị. Đọt giót là còn 16 à. Xù khá nhiều ha. Này nó ba cái cây này nó dính liền lại với nhau hết ha cô chú anh chị. Không có tách ra được ha. Rồi cây mã số 13 ha. Ồ, 13 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Rồi em xin đổi cây luôn. Chói không? Mình nói quay qua luôn chói không? Chưa.
Rồi. Tiếp theo là cây mã số 14 ha cô chú anh chị. Một cây hoa giấy ba màu ha, cây này em bứng không gài nên nó xuống lá với xuống bông rồi ha cô chú anh chị. Này em xuống lá xuống bông em giao lưu rút vốn luôn cô chú anh chị ơi. Đó giờ không biết mua hoa giấy mới mua bữa nay. Nhưng mà vẫn bao sống ha. Vẫn bao sống cho cô chú anh chị ha. Nó xuống lá vậy mới khỏe ha. Xuống lá em xuống hết mới rồi, còn mới lá này em sẽ quay xong video này em xuống lá hết cho khỏe cây cho cô chú anh chị mình ha. Bông ba màu ha cô chú anh chị, màu vàng với màu đỏ với màu tím ha. Cây này thì chiều cao là 2,5 m ha cô chú anh chị, tán ngang là 3 m ha, em báo 2,5 m luôn đi rồi cho nó chẳng ha, cao 2,5 m, ngang 2,5 m ha, dư chút đỉnh không sao ha cô chú anh chị. Thằng này đó, cũng hơi quái ha, giống như con cái còn gì có cái đuôi vậy ha, đó, nằm lắc lượn ha. Cây này chủ nhà trồng trong cái học ha cô chú anh chị. Hoa giấy ba màu ha, hôm nay em bán vốn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đo cái hoành thân ha, hoành tới 100 mấy là quá trời rồi. Rồi hoành tại vị trí này là 45 ha cô chú anh chị, nở xuống đây 66 ở 60 ha cô chú anh chị. Cái đầu dài của cái quái này ha, để em đo thử ha. 52 ha cô chú anh chị, cái thân nè cô chú anh chị thằng nhìn thấy nó quái nè ha, lắc lượng ha. Hoa giấy mã số 14 ha cô chú anh chị. Cũng là cây cuối clip của em ha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Thu hồi vốn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cuối clip thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Clip này cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị càng xa càng nhiều ạ. Rồi em xin chào hẹn của chú anh chị clip tiếp theo ha.